Xin mến chào cả nhà yêu thương đã đến với chương trình radio trên kênh nhà của mình. Thì giờ hôm nay thì chị Phương Lê đang có mặt tại nhà chị Hồng Loan cùng với có anh Sang nữa. Chị Phương Lê đi cùng với chị Hồng Loan, cùng với anh Sang và các anh chị em YouTube đang đến để lựa mua nhà. Chị Phương Lê đã có một cái tâm khởi là mua nhà rằng kế nhà của em gái Hồng Loan. Và bây giờ là mấy anh mấy chị đồ gì đang đứng trước cửa nhà để hỏi và bàn về vấn đề vụ mua nhà tại kế nhà chị Hồng Loan. Thì giống như mọi người đã biết cái thông tin mấy bữa nay là đã được chia sẻ rồi, bởi vì tình thương của chị Phương Lê đã dành cho em gái Hồng Loan của mình, giống như là cái tình thương của hai chị em tình ruột thịt ruột đó quý vị. Bởi vì vậy mà chị Phương Lê mấy bữa nay cũng dọ giá nhà gần cái khu vực ở đó, nếu như mà phù hợp với giá tiền và phù hợp với chị Phương Lê thì chị sẽ mua đó quý vị. Bởi vì vậy mà chị cũng đi coi, người ta cũng chỉ và đến coi nhà đó quý vị. Đó, nên chị cũng coi cùng với anh chị em YouTube đồ gì cũng đến để coi. Quý vị đang coi qua một đoạn video ngắn này là các chị, các anh đồ gì cùng đi xem nhà nha quý vị. Nói chung là trong cuộc sống thì từ lúc trước chị Phương Lê đã không biết chị Hồng Loan thì thôi, chứ bây giờ chị Phương Lê đã biết chị Hồng Loan thì cái tình cảm này nó dạt dào và vô cùng đậm đà luôn á quý vị khán giả. Đó, quý vị khán giả cũng đã xem được cái trực tiếp ngày hôm nay chị Phương Lê qua, thì chị Phương Lê cũng có live stream và thông báo lên cho quý vị khán giả, tất cả anh chị em cùng biết được được cái câu chuyện nha quý vị. Đó, đang cũng coi thôi quý vị ơi, cũng hy vọng rằng chị Phương Lê đi kiếm nhà mua gần nhà chị Hồng Loan cũng sẽ có được một căn nhà như ý muốn, và sẽ có căn nhà gần ở bên đó để có gì chị Phương Lê cũng tới lui đó với chị Hồng Loan được nhiều hơn thôi quý vị. Đó, quý vị đang coi nha quý vị, cái tình chị em rất là dạt dào và yêu thương trong cuộc sống này thưa quý vị, một cái nghĩa cử rất là cao đẹp đó, cái tình thương dạt dào lắm quý vị ơi. Nó sống thì chỉ có tình thương, thì tình thương lúc nào cũng ba rộng rãi cho tình chị em thưa quý vị ạ. Quý vị đang xem đó quý vị, một cái hình ảnh mấy chị đó, chị Hồng Loan á quý vị thấy đó, chị Hồng Loan rất là giản dị luôn phải không cả nhà. Chị mặc bộ đồ rất là giản dị, đứng trời ơi, đứng trong cái tay này lên giống hệt y chang chú nghệ sĩ Vũ Linh, cha của chị luôn á quý vị. Quý vị coi thôi, từng đường nét, từng bước đi, đó, cách ăn mặc mà giản dị y chang chú Linh luôn quý vị coi. Đó, khi mà chị Loan mà chống cái tay lên, ta nói là đứng y chang đó, cha của chị Hồng Loan chú Linh sao mà chị vậy đó. Đó, rồi tướng đi cũng y chang chú Linh luôn, không có khác gì hết trơn quý vị. Thôi ơi, vậy mà đồn cho con người ta là con không phải con của chú Linh, đồn bậy đồn bạ không quý vị ơi. Con ruột của người ta đó mà đồn vậy đó quý vị. Bởi vì miệng đời sao đó ông bà ơi, miệng đời á. Cử chỉ dáng đi là con ruột của người ta đó, mà mấy người này nói gì không bà. Bởi vì đó, mình xin chia sẻ với quý vị coi nha. Chúc cho chị Phương Lê mua được nhà gần chị Hồng Loan, chị tình nghĩa chị em đồ gì vui vẻ nha anh chị ơi. Chúc cho chị mua được căn nhà nha chị ơi. Cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ chút ít thời gian ngắn ra để nghe qua cái trên kênh nhà yêu thương của mình để tâm sự nha quý vị khán giả. Chúc cho anh chị em lúc nào cũng vui vẻ nha, vui vẻ hết quý vị ơi. Đồng bến đồng thuyền mà đồng chung đồng đạo, đồng cái tình cảm yêu thương chia sẻ trong cuộc sống này. Đó, chị đang coi đó quý vị ơi, đang coi nha. Trời, cũng hy vọng rằng chị mua được căn nhà tại gần đó, gần cái người em gái của chị.